Đồ chắc vô không biết cái gì nữa nè. Trời ơi, là của mình nè. Nó quéo lại luôn nữa nha. Đi. Đi cái nhà nó quéo lại luôn mà. Rồi vô rồi. Quá trời cá luôn đó nhậu. Đi nè. Quá trời luôn cái lọ này luôn. Xin chào cả nhà buổi sáng nha. Buổi sáng chúc cái nhà mình á thật là nhiều niềm vui nha. Sáng sớm á sương mù á thì rất là nhiều luôn. Chắc bên này á trời cũng nắng lắm nè cả nhà ơi. Hồi chiều á mình có đặt là cá chỗ theo cái đường nước. Bây giờ mời cả nhà mình á cùng đi thăm là cá với mình nha, xem những là sáng nay á được con cá nào hay không. Đây chỗ này mình đặt một cái nè, theo cái đường nước nó lên lên ruộng nè, có nước chảy nữa mà không biết có cá không nữa. Đây là mình đặt đây, hồi mình thấy động động đó nha ơi, thấy động động à. Rồi chắc vô không biết cái gì nữa nè. Trời ơi, là của mình nè, nó quéo lại luôn nữa nha. Đi. Thì cái nhà nó quéo lại luôn mà. Rồi vô rồi. Quá trời cá luôn đó nhậu. Đây nè. Quá trời luôn cái lọ này luôn. Một con cá lóc, bốn con cá chê. Một con cua càng nữa. Quá trời đã. Hèn chi cái cây của mình nó văng ra hết trơn. Quá đã luôn nha mọi người. Quá phê. Nhờ cái đường nước này nè, nước này nó chảy nè. Cái chỗ đường nước này á mình cũng có đặt một cái nữa nè. Đây cái nhà đường nước á, thì nó lên ruộng nè. Cái lờ của mình nó thì đặt bên đây nè. Sao nó thấy nó nghiêng một bên ta. Không biết có không chứ bây giờ thấy nó nghiêng một bên. Ồ có cái nhà ơi. Được một con cá lóc. Đây. Được một con cá lóc với một con cua cả nhà. Đây một cái nữa nè. Cái này sao nó nhộn đít lên rồi. Rồi chết quốc. Cái này chết quốc cái nha. Không có luôn. Đây mình có đặt bên đây một cái luôn nè. Hôm bữa chỗ này á thì vô hai con cá lóc. Dù chết quá. Chỗ này á nếu mà có mưa á. Có mưa thì cá nó chạy nha. Còn không có mưa á tại vì nước nè. Nước nó hơi phèn. Này cái nhà ảnh bình minh lên rồi kìa. Sương mù rất là nhiều luôn. Đây.
Sáng nay thì vô được có 2 cái lột à. Này lột này vô nhiều nè cả nhà. Tôi 4 con nè. 4 con cá trê. Thì cái nhà mình thu hoạch cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây. Được 4 con cá chê, 2 con cá lóc. Với một cái cua càng nè, cua càng nè cả nhà. Cua này siêu khủng luôn nè. Đây cả nhà. Đây con cá lóc ngon nè cả nhà. Được 2 con, 4 con cá chê quá đã luôn, được có 3 con cua với 2 con cá lóc này, nhìn đã cả nhà. Mình đặt cái lờ thì theo cái đường nước lên ruộng nha, tại vì hồi chiều thì mình thấy nước từ ruộng nó chảy xuống cái mương nên mình bật thì theo cái đường nước đó. Sáng nay thì dở thì vô mánh nè cả nhà. Rồi bây giờ mình cũng xin khép lại video tại đây luôn nhé. Rồi chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui vẻ và đừng quên cho mình xin một lượt theo dõi luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nhé. Chúc cô chú luôn luôn bình an nha.